Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay shop Hoa Kiển Kim Trang của em sẽ lên cái lô bông trang Mỹ vàng để gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem tham khảo rồi mua ủng hộ shop em nha. Thì hai cây em đang cầm trên tay là một cây Mỹ vàng chanh và một cây Mỹ vàng nghệ. Cây cao từ 2 tấc rưỡi cho đến 3 tấc và cây nhỏ này thì cao 1 tấc rưỡi hơn. Đó, tất cả đều là Mỹ vàng nghệ và Mỹ vàng chanh. Cô chú anh chị thích loại nào thì cứ alo inbox cho em. Cây nào thì ảnh cũng ra rễ khỏe, ở dưới là rễ trắng hết trơn rồi nha cô chú. Cái cây nhỏ em đang cầm là cây cây Mỹ vàng nghệ. Cây lớn cao 3 tấc này là Mỹ vàng chanh. Rồi bây giờ em để hai cây này xuống, rồi em giới thiệu đến cả nhà hai cây Mỹ vàng nghệ cao 9 tấc. Thì đây là hai cây Mỹ vàng nghệ cao 9 tấc, em sẽ đứng gần hơn để cô chú xem. Hiện tại là em cao tầm 1,5 m và cây này ảnh cao ngang đây là ảnh tầm 9 tấc nha cô chú anh chị. Lô bông trang Mỹ vàng nghệ cao này em có từ 1,2 m, 1,3 m, 1,5 m, có cây là lên tới 2 m luôn nha cô chú anh chị. Những cây cao 2 m đó thì số lượng có hạn cho nên cô chú anh chị đặt mua thì nhanh tay điện thoại cho em, inbox Zalo để đặt mua. Tại vì cây cao 2 m đó thì khá là cao cho nên số lượng là ít à. Cuối video thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn đã xem video và những anh chị đã mua cây ủng hộ bên em. Anh chị cô chú nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và nhớ like video ủng hộ. Bye bye cả nhà.